Xin chào các bạn đến với khu vườn sân thượng nhà mình nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho bạn về cái cách trồng và chăm sóc cây rau má. Thì trong những video trước thì mình có hay để những cây rau má ở cái rìa của cái bờ tường này, đón ánh nắng từ phía trên này xuống cho cái cây nó hứng nắng. Nhưng mà sau một trận mưa đấy thì mình thấy là cái cây này nó, cái chậu nó ngập hết nước, dẫn đến là những cái chậu rau má này của mình thì trồng nó sẽ không được hiệu quả. Thì mình quyết định là đưa nó lên cái dưới cái chỗ của những cái nén mà có cái tôn sáng này, ánh nắng nó vẫn vào được và nó tránh được cái lượng nước mưa. Và mình có hàn những cái giá này bên dưới để những cái đồ lặt vặt như rượu thịt canh sơ dừa và một số cái đồ linh tinh để làm phụ làm vườn. Bên trên này mình làm để những cái chậu rau má lên trên này. Thì mình chia sẻ một chút để các bạn có thể tham khảo cho những cái khu vườn nhà mình. Thì quay trở lại với cái video ngày hôm nay thì qua mấy cái kiểm tra bằng mắt thì mình cảm thấy là cái những cái bụi rau má hôm nay nó vàng và nó lớn chậm hơn mọi khi. Thì mình quyết định là mình dùng cái phân chuồn quế này mình mà bón cho nó. Thì các bạn đã biết là tác dụng của phân chuồn quế này, nó là cái cung cấp cái lượng chất hữu cơ cho cây và giúp cây phát triển rất nhanh, hiệu quả. Thì vì là so với việc trồng cũng hai loại rau má này, một loại trồng thủy canh và một loại trồng phổ canh, thì mình cảm thấy nó chậm hơn. Mình sẽ cho các bạn về cái cây rau má mình trồng thủy canh. Đây các bạn nhìn đây là hai cái chậu rau má mà mình trồng thủy canh đây. Cái cây nó lên nó rất mập, lá nó xanh, cái cọng nó dài này, bạn nhìn cọng nó dài chưa, dài đến 50 phân đấy, mình có thể cắt luôn để ăn được. Thì qua cái việc thì mình thấy là cái khả năng là cái chậu cây mình trồng thổ canh thiếu chất, thì mình quyết định mình bón phân chuồn quế cho nó để nó xanh, nó mướt và nó mập như những cái cây mình trồng thủy canh như thế này. Đây là một cái nắp mình đã đổ cái dung dịch chuồn quế nó ra cái nắp này. Mình đổ vào một cái bầu để mình nắp đều lên được. Xong rồi mình nắp lại nhé. Nó thiết kế cái nắp này để các bạn đong cái dung dịch chuồn quế này. Thì cái dung dịch chuồn quế này là do cái phân của cái con chuồn quế đấy, họ ngâm và họ chế thành những cái sản phẩm như này để mình mua về mình tưới cho cây rồi. Thì cái ưu điểm của nó là nó cung cấp cho một cái lượng chất dinh dưỡng cho cây rau nhà mình. Nhưng mà nó nhược điểm là khi các bạn trồng, nhất là trồng viên sân thượng nhà mình nhé, nó có một cái lượng mùi nhất định so với trồng bằng thủy canh. Thì cái này thì mình cũng hạn chế mình tưới rồi, thì nó các bạn tưới một lượng vừa phải thôi, tưới đều ra khoảng 1-2 tháng là mình tưới một lần. Còn mình cũng có thể sử dụng bón các loại phân hữu cơ ủ sẵn rồi, thì nó cũng kết hợp được nhiều cái loại để giúp cái cây rau má này nó phát triển. Các bạn tưới này thì khoảng tầm một tuần sau là mình có thể ăn được rồi. Mình có thể tranh thủ mình rổ bớt cái quả đi, vì là cách đây một tuần thì mình cũng có thu hoạch cái lứa rau má này rồi. Thì
đến bây giờ thì nó cũng phát triển được rồi nhưng nó không được xanh mướt lắm. Và đợt vừa rồi thì mình cũng cải tạo lại những cái khay này trên những cái rẽ, vì là khi mà chúng ta trồng thân thượng mà chúng ta để những cái chậu mà nó sát quá với mái ở đây thì nó hiện tượng là nó dẫn đến là nó để lâu ngày dưới cái đáy này qua nó ẩm dẫn đến trần nhà mình nó bị ngấm. Nếu mà các bạn chống thấm không tốt thì mình kê này nó lên thì mình giảm được cái việc có thấm, thì mình có thể mình quét và cái nó có độ thông thoáng thì nó sẽ không bị hiện tượng thấm mái nữa. Thì trong cái clip hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn vấn đề nhất là quán phân chuồn quế cho cái cây rau má, thứ hai là vấn đề cho cái chậu này nên cái giá để chống hiện tượng thấm ở những cái mái nhà của mình. Chúc các bạn thành công nhé.